Chào anh chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị một trong những cái điều rất là quan trọng nữa trong cái phòng ngủ. Như chúng ta cũng đã được biết rằng là cái vị trí đầu tiên mỗi một cái phòng ở trong nhà khác nhau thì sẽ chủ quản những cái vai trò, cũng chủ quản những cái công năng, chủ quản những cái mong muốn của gia chủ khác nhau. Thì ví dụ như phòng khách là nơi để chúng ta chiêu tài, chúng ta tăng hòa hợp, chúng ta chiêu quý nhân. Như là phòng bếp là nơi để chúng ta kích hoạt tăng cường cái sức khỏe rồi tăng cường thêm cái tài lộc của trong nhà. Thì bản thân là chúng ta nói về cái phòng ngủ thì trong tiếp tục cái chuỗi video về phòng ngủ thì tôi sẽ chia sẻ tiếp với anh chị về khái niệm về bình an trong phòng ngủ. Bản thân là cái phòng ngủ là cầu mong vấn đề đó là sự bình an. Chúng ta dành ra rất nhiều những thời gian để đi xe, thời gian để làm việc, thời gian để công tác. Tuy nhiên là một nửa cuộc đời chúng ta nằm ở trên cái giường, đó là chính là cái phòng ngủ. Lúc bé anh chị ngủ 12 tiếng thì lớn lên chúng ta ngủ bớt đi. Thì về già thì càng ngủ ít nhưng mà lại phải càng nằm nhiều. Cho nên ra là bản thân là cái phòng ngủ đó là cái nơi mà đảm bảo yếu tố sức khỏe của anh chị. Thì đối với cả phong thủy thì bản thân là yếu tố đầu tiên người ta xét là môn chủ táo, tức là quan trọng nhất đó là cái khí khẩu đối với nhà, đối với cả cái cửa, đối với phòng. Nhưng mà yếu tố thứ hai là chủ, tức là cái phòng ngủ của trạch chủ, hay nói cái phòng ngủ nói chung. Phòng ngủ nói chung tức là cái phòng ngủ của cái ông trạch chủ nói chung. Và chúng ta có rất nhiều cái phòng ngủ, thì cái phòng ngủ của ông trạch chủ hay là phòng ngủ của con cái ở trong nhà, hay là phòng ngủ của bố mẹ. Thì trong các cái chuyên đề tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị về từng cái dạng phòng ngủ riêng. Tuy nhiên trong cái video này thì ta sẽ nói chung và cái ý câu chuyện chung của cái phòng ngủ là gì. Cái điều quan trọng nhất của trong phòng ngủ là chúng ta nói về cái sự đó là bình an, sức khỏe. Sức khỏe và bình an đó là hai yếu tố quan trọng bậc nhất đối với cả phòng ngủ. Khi nói về phòng ngủ đó là cái nơi tái tạo sức lao động, nó là nơi tái tạo cái sức khỏe. Bên cạnh các yếu tố phong thủy ra thì anh chị cũng cần phải tìm hiểu thêm các yếu tố liên quan đến cái việc nghiên cứu về sinh trắc học, về nhân trắc học, về cái địa trường học và từ trường học để chúng ta bổ sung thêm vào cái kiến thức về mặt sức khỏe. Tôi ví dụ như là trong một cái trường hợp rất đơn giản này, nếu như anh chị mà là cái người mà ngủ mà hay lăn mình, hay day dở mình, tức là hay phải xoay chuyển chẳng hạn, thì người ta nên chọn cái giường ngủ có cái đệm nó mềm thì ngủ đỡ đau lưng. Còn nếu như là cái người mà nằm phát như thế, tư thế như thế nào mà đến sáng vẫn nằm tư thế y như thế chẳng hạn, hoặc là anh chị trở về rất ít, thì anh chị nên nằm ở cái phòng ngủ mà có cái nệm nó cứng, ví dụ như nệm bông ép chẳng hạn, là cái nệm cứng như cái nệm Hàn Quốc ấy, thì nó gọi là nệm dạng nệm cứng. Thì đây cũng là một cái chia sẻ của một bác sĩ hàng đầu về xương khớp cũng hướng dẫn, và cũng như là chia sẻ cho tôi chia sẻ với anh chị. Thì bản thân là cái việc mà lựa chọn các loại đệm, rồi lựa chọn loại giường, rồi lựa chọn cái không gian như thế nào trong cái phòng ngủ thì nó là cái điểm rất là quan trọng. Nhưng yếu tố phong thủy khi xét về yếu tố ban đầu, tức là xét về yếu tố về không gian của phòng ngủ, thì trước hết nó phải như thế nào. Bản thân là cái phòng ngủ của anh chị, khi thông thường chúng ta ngủ thì thông thường lúc đấy nó là âm, tức là về đêm. Lúc đấy là người ta gọi là về mặt thiên khí thì là âm, và bản thân trạng thái ngủ của anh chị cũng là trạng thái âm. Cho nên thành ra là nếu như mà cái phòng ngủ mà nó bừa bãi, nó mà bừa bộn, nó mà có cái mùi hôi, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta kích hoạt cái âm khí lên. Chúng ta kích hoạt cái âm khí lên thì đương nhiên giấc ngủ của anh chị nó sẽ không ngon giấc, có thể là nó mơ man, nó mộng mị, và điều này nó ảnh hưởng đến sức khỏe là cái đầu tiên, và cái thứ hai là ảnh hưởng đến cái tinh thần của anh chị rất là nhiều. Cho nên thành ra là chúng ta về yếu tố đầu tiên là chúng ta cần phải giữ cho phòng ngủ chúng ta gọn gàng, ngăn nắp, không ẩm mốc, tường trần không mốc. Anh chị ở với nhà to như nào tôi không biết, anh chị đi cái xe đẹp như nào tôi không biết, anh chị mặc quần áo sang như nào tôi không biết, anh chị dùng cái điện thoại xịn như nào tôi không biết. Nhưng mà tôi muốn rằng là nếu như mà anh chị quan tâm thực sự đến bản thân mình thì anh chị hãy quan tâm đến cái phòng ngủ, thì nơi đó phải là nơi gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, thoáng mát, và nó tạo ra tiền đề để kích hoạt cái sức khỏe của anh chị. Chúng ta xây dựng các ngôi dương cơ, hay là khi mà chúng ta làm những cái ngôi âm trạch, chỗ đấy giống như là một cái vết xước, thì mạch cũng bị chịu cái vết xước đó, nó tổn thương. Chúng ta có một cái biện pháp mình gọi là bồi hoàn, để mà bồi lại, để mà hoàn lại cái long mạch này. Bồi hoàn lại cái long mạch thì nó phải vào cái thời điểm mà trước khi mà chúng ta đặt cái công trình lên trên đó. Tốt nhất các nghi thức và nghi lễ anh chị tự thực hiện thì là tốt hơn rất là nhiều. Thì cái điều đó nó đem lại cái bình an, điều đó đem lại bình an, và cái bình an thì chính là cái sự mà chúng ta mong muốn lớn nhất ở cái khu vực của phòng ngủ.
thì bản thân là cái phòng ngủ nó đem lại cái điều bình an, cái phòng ngủ nó đem lại cái tái tạo sức khỏe, sức lao động của anh chị. Cho nên là những cái quần áo chúng ta mặc lâu ngày hoặc là những quần áo chúng ta không phải mặc lâu ngày mà mặc về chúng ta thay ra thì chúng ta nên có một cái giỏ gọn hoặc là chúng ta cho ngay ra cái giỏ để cột máy giặt, chứ đừng vứt bừa bãi ở trong phòng. Rồi quần áo mặc dở, rồi chăn màn cần phải gấp gọn, và chúng ta thường xuyên phải thay chăn thay màn, và chúng ta thường xuyên cần phải thay nệm ga định kỳ để chúng ta có được cái không gian mới, rồi chúng ta phải giặt giũ nó thường xuyên để làm sao cho không gian nó thật là tốt. Ngoài ra thì nó có những câu chuyện liên quan đến phòng ngủ như sau. Tức là khi mà cái phòng ngủ của anh chị bị hiện tượng gọi là phản quang sát, tức là cái đèn ở ngoài đường nó dọi vào phòng ngủ, hoặc là cái đèn cao áp nó dọi vào phòng ngủ, hoặc kể cả anh chị ở dưới tầng 1 nhưng mà khi mà cái xe máy buổi tối đi ngoài đường nó dọi vào phòng ngủ, trường hợp đấy gọi là phản quang sát, thì chúng ta hóa giải bằng cách đó là anh chị sẽ cần phải treo lắp rèm vào để chúng ta tránh những cái ánh sáng trực tiếp và ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ của anh chị. Và ngoài ra thì người ta sẽ sử dụng cái hồ lô hòa hợp để người ta treo ở cái cửa sổ mà nơi mà có cái phản quang sát. Bởi vì cái dây hồ lô hòa hợp, bản thân cái thiết kế của nó có cái bản thân cái hồ lô nó tác dụng hút, rồi bản thân cái hồ lô nó tác dụng nó kỵ tà, bản thân cái hồ lô nó có cái tác dụng nó tẩy trừ hoặc nó hóa giải những cái khí dạng như vậy. Ngoài ra thì nếu như mà cửa sổ phòng ngủ của anh chị mà quay ra ngoài vườn, mà ngoài vườn ở đấy nó âm u, những cây tối, hoặc là quay ra những cái nơi mà cửa sổ mà quay ra ngoài vườn, hoặc cửa sổ quay ra ngoài đồng, hoặc là cái cửa sổ nó quay ra cái ngoài một không gian, hoặc về phía bệnh viện, hoặc về phía chợ, hay là về phía nó có những cái âm khí, thì nơi đó chúng ta cũng sử dụng cái hồ lô hòa hợp hoặc là hồ lô ngọc bích để chúng ta có thể kích hoạt và hóa giải cho cái việc những cái âm khí hoặc những cái âm linh hoặc những cái u linh có thể mà qua cái đường cửa sổ nó có thể vào anh chị, vào trong chỗ của anh chị. Ngoài ra thì nếu như là những cái chỗ đấy nó mà vào những nơi nó uế khí, ví dụ như là lò giết mổ, ví dụ như là bệnh viện, ví dụ như là chợ, thì người ta không dùng hồ lô hòa hợp nữa, mà thay vào đó người ta sử dụng cái hồ lô hóa sắt gỗ đào, vì gỗ đào nó tác dụng kỵ tà và kịch tà rất là tốt. Bản thân cái hồ lô hòa hợp thì nó cũng làm bằng gỗ đào, thì cái hồ lô nó để ở trong phòng ngủ ấy thì nó có tác dụng là kỵ tà, bởi vì trong giấc ngủ của anh chị thì bản thân chúng ta âm và thiết khí cũng lại là âm, cho nên những cái âm đấy nó tác động vào nó sẽ làm cho là cái phòng ngủ nó sẽ không có được cát lành, nên chúng ta có thể sử dụng những cái hồ lô để chúng ta hóa giải. Bên cạnh đó thì bằng cái việc mà những cái người nào mà có bát tự mà có dụng thần hay là bát tự mà thân nhược chẳng hạn, đặc biệt là những người có bát tự thân nhược, ví dụ như là chúng ta không được mùa sinh ở vị trí không đắc địa, hoặc là những cái bát tự mà thân nhược, thì người ta có thể sử dụng các cái quả cầu đá thạch anh để người ta theo những cái màu ngũ hành bổ trợ cho bát tự. Ví dụ dụng thần của anh chị là kim chẳng hạn, thì chúng ta để thay vào đó dùng một quả cầu thạch anh trắng. Nếu dụng thần anh chị là hỏa, dùng quả cầu thạch anh hồng. Nếu dụng thần anh chị là thủy, hay dùng quả cầu thạch anh tím. Nếu dụng thần của anh chị là mộc, thì người ta sử dụng một quả đá florite hoặc là đá họ thạch anh có màu xanh. Tức là căn cứ vào màu ngũ hành, người ta có thể sử dụng đá thạch anh theo những cái màu ngũ hành để bổ trợ cho những người có dụng thần bát tự yếu. Thì cái việc mà để cái quả cầu đá này thì thông thường người ta sẽ để ở cái tát đầu giường, hoặc để theo cái phương vị vượng của ngũ hành ở trong đó. Ví dụ phương đông thì người ta để màu xanh, phương bắc thì người ta để màu tím, phương nam thì để màu hồng, phương tây thì để màu trắng chẳng hạn. Thì người ta bằng cách người ta bổ trợ thêm cái ngũ hành cho những gia chủ vào trong đó. Ngoài ra thì phòng ngủ một trong những cái pháp khí người ta có thể sử dụng trong phòng ngủ nữa, người ta có thể sử dụng chung gió. Tức là ví dụ như là khi mà tuổi vợ chồng anh chị mà nó có can chi, tức là nạp âm nó bị xung khắc. Ví dụ như là tôi sinh năm Giáp Tý chẳng hạn là Hải Trung Kim, nhưng tôi lấy vợ của tôi ví dụ là Bính Dần là Lư Trung Hỏa, tức là hỏa kim tương khắc, thì người ta sử dụng cái chung gió bằng thổ để cho là hỏa sinh thổ sinh kim, nó tạo thành cái lư tương sinh đoan hoàn, tức là dùng nạp âm để chúng ta hóa giải. Hoặc là khi mà vợ chồng mà có bản mệnh nạp âm nó xung khắc, thì người ta sử dụng cái ngũ hành trung gian, và thông thường cái ngũ hành trung gian này người ta sử dụng bằng cái chung gió thông qua các ngũ hành khác nhau để hóa giải cái xung khắc. Và cái vị trí này là tôi đang muốn nói đến cái vị trí của cái cửa sổ của cái nơi của phòng ngủ, thì chúng ta có thể hóa giải. Ngoài ra thì dưới cái nơi mà treo cái ảnh vợ chồng, thông thường thì như lần trước tôi có nói là chúng ta sẽ đặt ở phương vị đào hoa chẳng hạn, thì dưới đó chúng ta vẫn có thể treo một cái dây hồ lô hòa hợp vào dưới cái chân ảnh, hoặc là treo cái dây hồ lô hòa hợp vào cái nơi của cái đầu giường.
thì bản thân là để có tác dụng bình an và tác dụng nó kỵ tà, tác dụng bình an và tác dụng nó kỵ tà trong phòng ngủ, để tránh mơ màng bộng mị và cũng tránh để tăng cường thêm cái bình an thì chúng ta cũng tránh cho cái việc là trên cái đầu giường không có cái đèn nó dọi trực tiếp xuống mặt hoặc là dọi trực tiếp xuống cái đầu giường. Thì hiện tượng này là cái hiện tượng phản quang sát thì nó cũng gây ra cái tác hại như nhau, làm cho cái người mà khi mà ở trong cái trạng thái đấy dễ mà bị mơ màng mộng mị hoặc là mơ màng. Thì đến những năm nào mà thái tuế ngũ hoàng hoặc tam sát mà có đáo vào cái phương vị phòng ngủ tính từ tâm nhà của anh chị thì những năm đấy nó sẽ dễ xảy ra hung họa, cho nên anh chị cần phải có cái biện pháp mà hóa giải phù hợp để mà chúng ta có thể có được cái giấc ngủ bình an và có được sức khỏe, chúng ta sẽ có được cái tài lộc và có may mắn và sẽ có được cả cái sự hòa hợp trong gia đình. Xin cảm ơn.